các anh em nha, video như thế của anh em tham gia trên góp nhận 21 token addon ít như các bạn khoảng 14 đô cho dự án này bạn. Để tham gia hôm nay mình đi phần link mô tả như video mình bấm nút start nè bạn. Sau khi bấm nút start xong thì các bạn bấm vào join góp nha bạn. Join này góp xong thì các bạn làm nhiệm vụ cho nên group kênh channel follow Twitter và retweet là bạn, subscribe kênh Reddit nè. Facebook, Instagram bạn follow hết trang mạng xã hội nè các bạn. Follow Twitter. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào reset xanh nè bạn. Thì các bạn nhấp vào một hình captcha này các bạn. Các bạn nhấp ra các bạn. Nó có chữ bot nè bạn. Chữ bot này thì các bạn chọn dùng Google dịch cái tiếng Việt, các bạn chọn hình giống hình trong đây nha các bạn. Sau khi các bạn chọn hình giống trong đây xong thì các bạn nó kêu các bạn yêu cầu gọi địa chỉ email thì bạn điền địa chỉ email các bạn. Rồi nó kêu các bạn điền địa chỉ với NH trên chiếc chocolate nha các bạn. Rồi các bạn điền gửi lại Twitter username profile Twitter mình nha các bạn. Rồi gửi lại một link request nha các bạn. Rồi gửi lại một link get it nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào I have donate nha bạn, donate nha bạn. Rồi các bạn gửi đường link get it nè. Rồi các bạn cũng chọn vào I have donate nha bạn. Rồi các bạn gửi lên link Facebook nha bạn. Rồi thì các bạn cứ chọn vào I have donate thì các bạn gửi đường link Instagram này các bạn. Rồi các bạn chọn I have donate thì các bạn chọn gửi I have donate nha bạn. Rồi các bạn bấm vào My Balance thì các bạn sẽ thấy 21 token addon này các bạn. Có khoảng 14 đô các bạn. Thì con bot yêu cầu gì các bạn làm đấy các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.